Vâng, lời đầu tiên Trịnh Hội xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Face TV đến với chương trình đặc biệt hôm nay là chương trình cùng với Trịnh Hội phỏng vấn ông cựu đại sứ của Mỹ qua Việt Nam làm việc trong 3 năm và hiện giờ thì ông Ted Osis vừa mới trở về lại Mỹ. I was just saying, I'm Ted, that this is a special interview edition that I get to interview you after you return from Vietnam. After spending time there as an ambassador. So if you could please look at the camera and say a bit about yourself and why you are here in Little Saigon. So thank you very much. Cảm ơn em. Cảm ơn. I'm really glad to be back in Little Saigon. It's, I think, my third trip. And I've written a book about reconciliation. And it, I think that very much involves the Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt. So I wanted to come and share my stories and hear from people what they feel and think about reconciliation. And I wanted to come visit my friends like you. All right, thank you, anh. So thưa quý vị, anh Trịnh Hội có hỏi anh rằng là lý do tại sao anh đến khu Little Saigon này thì anh nói là bởi vì anh có một cuốn sách Nothing is Impossible, nói về Việt Nam và cái sự kêu gọi hòa hợp, hòa giải của anh giữa đất nước Mỹ và đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, là Trịnh Hội quen anh Ted đã được cũng phải 6-7 năm gì rồi. Và anh nói một chút xíu tiếng Việt. Thành thử Trịnh Hội sẽ dự định là trong cái phần phỏng vấn này, Trịnh Hội sẽ hỏi bằng tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà anh muốn hiểu, anh hiểu được và anh muốn viết nói bằng tiếng Việt thì anh sẵn sàng nên nói tiếng Việt. Những lúc nào mà anh cảm thấy bị bí thì anh sẽ nói bằng tiếng Anh và Trịnh Hội sẽ cố gắng dịch luôn cho quý vị nghe. So anh Ted, phải dịch, tôi đã hiểu tất cả. Phải sẽ hiểu. Có nghĩa là khi mà Trịnh Hội mà nói tiếng Việt hết là anh hiểu hết. So, như vậy là mình sẽ nói tiếng Việt hết nha. Được không ạ? Phần lớn. Phần lớn phải không? Phần lớn. 90%. Okay. 90%. 95%. Wow. 95%. That's fantastic. Như vậy là Trịnh Hội không cần phải làm thông dịch viên nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị, là anh Ted, anh nói rằng là bởi vì anh là một người rất là thương đất nước Việt Nam của chúng ta và cá nhân Trịnh Hội cũng biết là anh đã qua Việt Nam đi làm việc 2 lần. Lần thứ nhất là vào cuối thập niên 90 và lần thứ hai thì khi mà anh được ông Tổng thống Obama bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam làm 3 năm. Thì trong cái phần chương trình này Trịnh Hội sẽ cố gắng nói với anh và hỏi anh về 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những cái sự thay đổi ở đất nước Việt Nam mà anh cảm nhận được trong gần 3 thập niên vừa qua. Thứ hai là về gia đình của anh, bởi vì thật sự ra gia đình của anh nó cũng rất là lý thú, một cái câu chuyện rất là lý thú, đặc biệt là trong một cái xã hội như xã hội Việt Nam của chúng ta. Và thứ ba dĩ nhiên là về cuốn sách Nothing is Impossible, mà vào ngày thứ sáu, ngày mai thì sẽ được ra mắt sách ở Barnes & Noble Bookstore. Rất là vui là bởi vì đây là lần đầu tiên mà xin cho em xin là em nha. Bởi vì thật sự là giữa anh với em thì mình đã nói chuyện với nhau, mình đã luôn luôn nói là anh là em, thì Trịnh, em cũng muốn nó thân thiện như vậy, chứ nó không phải là một buổi nói chuyện bình thường. Được. Thì anh thấy là anh nói đây là lần thứ 3 anh đến với cộng đồng người Việt ở Little Saigon, phải không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên em phỏng vấn anh, và cũng là lần đầu tiên mà anh sẽ có dịp chia sẻ về những cái điều mà anh cảm nhận được từ cuối thập niên 90 khi anh mới sang Việt Nam là một người chỉ làm nhân viên của Đại sứ quán Hà Nội, phải không ạ? Đúng rồi. Và ở Sài Gòn. Và ở Sài Gòn, rồi. Hà Nội và Sài Gòn. Sài Gòn, Hà Nội. Từ năm mấy đến năm mấy vậy anh ạ? Từ năm 96 đến 98. 96, 98, có nghĩa là 3 năm anh làm ở đó. 2 năm. 2 năm anh làm ở đó. Rồi đến năm nào thì anh trở lại Việt Nam anh làm đại sứ ạ? Làm đại sứ 3 năm. Làm 3 năm. Và sau đó tôi đã làm phó chủ tịch trường đại học Fulbright ở Sài Gòn. Dạ vâng, có nghĩa sau đó thì anh lại thêm 1 năm nữa ở Sài Gòn làm phó chủ tịch của trường đại học Fulbright. Như vậy thì anh Ted, đầu tiên là gần 3 thập niên, anh thấy được những sự thay đổi gì ở đất nước Việt Nam anh ạ? Rất nhiều. I'm going to switch to English, but there were many changes, and
you know, I like to bicycle. Yeah. And the very first time I went to Hanoi, then Saigon, Bao Saigon. Anh đạp xe bao nhiêu lâu anh ạ? 16 ngày. Vâng, anh nói là anh sẽ thay đổi sang giữa tiếng Việt tiếng Anh, nhưng mà Trịnh Hội sẽ chỉ hỏi anh bằng tiếng Việt thôi nha, thưa quý vị. Anh đạp xe đạp từ Hà Nội đến Sài Gòn trong vòng 16 ngày. Đúng rồi. Vào năm mấy vậy anh ạ? Năm 97. Rồi sau khi anh làm đại sứ, anh lại đạp nữa. Đạp nữa. Anh tại đạp vì cũng... tôi rất thích đạp xe đạp. Đạp xe đạp. Ok. Yeah. Và từ Hà Nội anh cũng đạp vô Sài Gòn. Đúng rồi. Anh đạp lần thứ hai là bao nhiêu ngày anh ạ? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên là 16 ngày. 16 ngày. Yeah. Lần thứ hai. Ba ngày, nhưng từ Hà Nội đến Huế, thành phố Huế. À, từ Hà Nội đến Huế thôi, là 7 ngày. Sau 7 ngày, dạ vâng. Sau 7 ngày. Anh nói là anh thấy những sự thay đổi nhiều, anh có thể chi tiết được không? Nhiều. Well, the main thing is that Vietnam became much more prosperous. Dạ vâng. And the first time I went there in the mid-90s. Thì anh thấy đất nước nó giàu hơn. Yes. Dạ vâng. Giàu hơn. The first time I went there in the mid-90s, there weren't very many cars. It was a lot poorer, and then by the time I went back, it was much more prosperous, right, in the cities, but also even in the countryside. And so it was interesting for me to see by bicycle, because you can't tell everything about Vietnam from Hanoi and Saigon. You really have to get into the Quê Hương, right, if you want to understand what's going on. Right. And the big things had happened in that it become more prosperous, and I thought more open. Right. It was a much more open society than when I first was there. Right. Anh đợi em chút, em phải cố gắng dịch cái này. Yeah. Thưa quý vị, là điều thứ nhất anh nói là nó có sự thay đổi rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình đi xe đạp thì mình sẽ cảm nhận được những cái điều mà có thể là đi những cái xe khác không biết được, dù đi máy bay hoặc là đi xe hơi. Yeah. Khi mà đi xe đạp thì không những anh thấy được cái sự giàu có ở những thành thị lớn, mà còn ở những vùng thôn quê mà anh đã đạp xe qua. Nếu đó là một cái câu chuyện anh nói rằng nó giàu hơn và nó cởi mở hơn ở một cái mức độ về xã hội, thế còn con người anh thấy con người Việt Nam có thay đổi không anh trong 30 niên vừa qua? Một ít, tại vì, yeah, I think there was even a change among the people because it was more open. Right. And the big, one of the really big things that happened between the first time I was there and the second time I was there was the internet. Mm. And so you have young people and old people and everybody in between communicating on the internet. When I was there in the 90s, you just had to read the, you know, there was limited sources of news. Mm. Right. And by the time I went back, people were writing pretty much everything they wanted on Facebook or on the internet. There were some limits, but it was much more open. The trends were towards more exchange of information and more engagement with the rest of the world. And that was to me the biggest change. Điều mà lớn nhất mà anh cảm nhận được đó là vào cuối thập niên 90 thì người dân Việt Nam đã không tiếp cận được nhiều cái nguồn thông tin khác nhau. Bởi vì lúc đó là có thể là chưa có internet nó được trải rộng trên toàn cõi Việt Nam. Nhưng mà sau khi mà anh trở lại khoảng 20 năm sau thì anh cảm nhận được là người dân, dĩ nhiên là có một cái số hạn chế nhất định, nhưng mà người dân đã có được nhiều cái sự tiếp cận thông tin nhiều hơn. Và vì vậy nó cởi mở hơn nhiều. Anh có thể kể một cái câu chuyện nào mà anh vẫn còn nhớ rõ về công việc của anh làm lúc đó hay không? Một những cái câu chuyện nào mà làm cho anh cũng như là nhớ nhất về cái công việc của anh? So if I understood a story about my work that helps illustrate those changes. And maybe it's good to use a story from the book. And the story is actually it starts here in Orange County. Okay. On my very first trip here, I first met you and I first met other friends in Orange County. I learned a little bit about a place called Biên Hòa. Nghĩa trang Biên Hòa. Yes. Okay. Biên Hòa Cemetery. Right. And I learned, and I met with members of the community, and I began to understand that even though it felt like Vietnam had moved so far, there were still
there was still a distance to travel and on the journey towards reconciliation. Right. And so stop me if you want to translate anything. But the what I learned was there were people buried in Bianhua, and there when the floods came, when the rain came, sometimes their caskets would rise to earth and float away. Right. And that was unacceptable to people in the community who felt you should honor people who've died, properly honor people who've died. Just hang on in there. Một trong những điều mà làm cho anh nhớ nhất đó là về vấn đề nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Anh nói rằng là đây là cái điều mà anh đã nhận được và học được, biết được từ ngay chính cộng đồng của chúng ta ở Little Saigon. Vào năm 2000, khoảng 2015 thì anh đã sang bên này. Lúc đó là Trịnh Hội cũng lần đầu tiên gặp anh. Lúc đó anh còn vừa mới là được bổ nhiệm chức vụ là đại sứ. Thì đã có người nói với anh rằng là bởi vì ở nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa đó, mỗi khi mà có lục đất lở thì những cái quan tài đã được chôn thì nó lại bị trồi lên và bị nước cuốn đi. Và vì vậy cộng đồng của chúng ta bên này rất là mong muốn được tái trang, sửa lại nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Mời anh. So I understood that this was important. And when I went back to Vietnam, I had a dinner. I hosted a dinner in honor of the president of Harvard University, Drew Gilpin Faust. And I invited the vice foreign minister of Vietnam to the dinner. And I asked President Faust, what do you do in a situation like this where there's a cemetery that has become a symbol of division? And it's really hard to reconcile the views of those who won the war and those who didn't. Yeah. And she said, you know, I've studied the U.S. Civil War for many, many years. Right. And she said, it's really important to talk about not the dead with a capital T and a capital D, but to discuss what's happened to people who've died. Mm. And there's a difference because in the latter, you're not really talking about flags or symbols so much as just honoring the people who are buried there. And I thought this was important. And so I went, I asked the vice foreign minister, is there anything we can do? And he said, let me see. Mm. And then I went to Binh Duong province where the cemetery is. And I went to the chairman of the People's Committee of Binh Duong province. And we talked about economics and politics. And then I said, but let me tell you why I'm really here. Mm. Mm. I really want the non-government organization that's based in Orange County that wants to clean up these graves, just to tidy them up, to dig ditches so that the water can flow and to cut some tree roots so they don't go into the graves. That's all I want. No flags. And what can we do about this? It would help reconciliation. He said, let me see what I can do. Uh-huh. Let me see what I can do. And then I'm sure he checked with Hanoi. I don't know exactly what happened after that. But a couple of months later, I got a message from a friend of mine, Ngai Mi Igop Viet, who said, you know what, Ted? They let it happen. Uh-huh. They went in there and they dug ditches and they cut tree roots. Honor was preserved. Nobody lost face. Mm. And reconciliation went a step further. Trust, I think, went one little step further because they were permitted to tidy up those graves, not of the dead, but of people who had died. And how did that make you feel? I thought this was important. I felt reconciliation's hard. Mm. After a civil war, after America's civil war, it was hard. Mm. It was a long time before the North permitted Southern soldiers to be properly honored in the United States. Mm. And so I don't think this is a simple matter at all. Right. But I felt that we were able to just take a few practical steps in the direction of reconciliation. That made me proud. Mm. Well, thank you for sharing with me that story, anh Ted. Trịnh Hội sẽ cố gắng dịch lại sau cái phần quảng cáo chỉ đôi giây phút mà thôi. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng ta sẽ trở lại trong đôi lát.
Vâng, thưa quý vị, trở lại với phần phỏng vấn đặc biệt của Trình Hội cùng với ông cựu đại sứ của Mỹ tại Việt Nam là anh Ted Osis. Trước khi mà cái phần kết thúc của phần 1 thì anh Ted đã có chia sẻ về cái câu chuyện về nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Và điều mà Trình Hội cảm nhận được đó là anh đã rất là nhớ mãi những cái vấn đề gọi là nhức nhối và rất là khó mà để gọi là hòa hợp, hòa giải. Anh đã kể câu chuyện rằng là lúc có một người chủ tịch của trường đại học Harvard sang Việt Nam, và lúc đó thì anh đã có mời anh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam đến và đưa hỏi cái người chủ tịch của trường đại học Harvard là cần phải làm gì để mà giải quyết cái vấn đề ở nghĩa trang ở Biên Hòa, khi mà có những cái người mà ở hai bên khó mà hòa giải được và có những điều rất là khó khăn, thì người chủ tịch của trường đại học Harvard có nói với anh rằng là ở Việt Nam như vậy thì ở Mỹ ngày xưa nó cũng như vậy, cũng có cuộc nội chiến, và bởi vì bà hiểu rõ về cái cuộc nội chiến thì bà nói rằng là chúng ta đừng nên nói về những người đã chết mà toàn là viết những bằng chữ hoa, mà chỉ nên nói về vấn đề tưởng niệm của những người đã qua đời. Sau đó thì anh đã đến gặp ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, hỏi là làm thế nào mà một cái tổ chức phi chính phủ ở Mỹ này có thể sang bên Việt Nam chỉ để tái tạo lại, sửa sang lại, làm cho nó sạch sẽ hơn, làm những cái kênh rãnh để mà nước mưa nó được chảy xuống và nó không làm cho những cái ngôi mộ nó bị san bằng. Thì người Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã nói rằng là để xem coi là ông ta có thể làm được gì không. Thì sau đó thì anh đã đến tỉnh Bình Dương, và anh cũng hỏi ông chủ tịch tỉnh Bình Dương một câu hỏi y chang như vậy, ông có thể giúp được gì để mà những cái người Việt ở hải ngoại về để mà tái tạo lại những ngôi mộ. Thì ông chủ tịch ở Bình Dương cũng trả lời với anh rằng là để xem coi là ông có làm được gì hay không. Thì anh Ted không có biết rằng là chuyện gì đã xảy ra. Cũng có thể là ông chủ tịch Bình Dương đã gọi điện thoại về Hà Nội và đã nói gì đó. Nhưng mà 2 tháng sau thì một người bạn của anh Ted, là cái người mà có thể là làm trong cái tổ chức NGO đó, trong cái tổ chức phi chính phủ đó, đã báo với anh rằng là sau 2 tháng thì tổ chức đó đã được cho vào nghĩa trang ở Biên Hòa để mà tái tạo, sửa sang lại. Và anh nói nếu như mà đất nước Việt Nam của mình nó xảy ra như vậy thì cũng không phải là một cái điều mà khó hiểu, bởi vì nước Mỹ nó cũng từng xảy ra chuyện đó, và bên thắng cuộc là miền Bắc của Mỹ cũng đã cần nhiều thời gian thì mới cho những cái người mà lính chết ở miền Nam được tu bổ lại, những cái nghĩa trang được tu bổ lại. Cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện đó, là một cái câu chuyện nói về quá khứ của Việt Nam, phải không ạ? Quá khứ, đúng rồi. Thế còn sau bao năm anh ở Việt Nam, thì anh có lời khuyên gì dành cho tất cả những người đang lắng nghe về tương lai Việt Nam không? Nếu anh có một cái lời khuyên về đất nước Việt Nam, bởi vì vẫn còn rất nhiều điều để mà đi đến thật sự cái sự hòa hợp, hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam và giữa cộng đồng ở đây và Việt Nam, thì theo anh lời khuyên đó là gì anh ạ? I think it's still going to be slow and gradual. But I think Vietnam is going to continue to become more prosperous and I believe more open. And so what I think is that the reconciliation will continue to move forward slowly, and there will be more people going back and forth between the two countries, either students or family members or business people will go back and forth, and there will be greater and greater understanding. And that it's that understanding that makes reconciliation possible, I think. But I don't think you can speed it up. It's you know, it's like one person at a time, one story at a time. There's no magic wand that you can wave and say, well, it's finished, reconciliation. No, it will keep going slowly. Right. Thế thì anh có cái nhận thức gì, nhận xét gì về tương lai của Việt Nam hay không? Thì anh đã bảo rằng là cái quá trình hòa hợp, hòa giải giữa hai đất nước
hoặc là giữa cộng đồng người Việt ở đây và Việt Nam sẽ là một quá trình dài và chậm, chứ nó không thể nào mau được. Nó phải từng qua từng câu chuyện, qua từng mỗi người thì mỗi bên sẽ đến gần nhau hơn và thông cảm nhau hơn và hiểu nhau hơn. What about those that want to do something to make it better, Anh Tết? What should they do? What should people like me or the younger generations, even younger than me, my kids? Yes. What should they do if they care about Vietnam? So I was asked this question when I visited the Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, Houston. Ah. And my answer today is the same. Education, I think, is the best way that people can help invest in the future of Vietnam. So after I was no longer ambassador, I went and worked at Fulbright University Vietnam, because the Communist Party had agreed to allow that university to have to be an American style university with academic freedom. Mm. And I thought, well, what could matter more than that in terms of creating the kind of future for young Vietnamese people? And it's a work in progress. It's hard to set up a new university, and it's a Vietnamese university. And that means it will have impact on the whole educational ecosystem. Right. And I would say the same about Arizona State University, which is very active in Vietnam. But when you start introducing American-style academic freedom, well, then people start thinking more broadly, and there's more exchange, and it creates opportunities for greater innovation and for Vietnam to keep becoming more prosperous and more integrated into the world community. So I think the core is education. Thế còn điều gì mà những người như cá nhân Trịnh Hội đây, hoặc những người trẻ hơn Trịnh Hội, con cái của Trịnh Hội, những người mà vẫn quan tâm về đất nước Việt Nam, họ cần phải làm gì? Thì đối với anh, điều mà quan trọng nhất đó là giáo dục. Sau khi mà anh rời khỏi chức nhiệm làm đại sứ, thì anh đã làm phó chủ tịch của trường đại học Fulbright ở Việt Nam. Đó là trường đại học đầu tiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho dạy theo kiểu Mỹ, và giáo trình đều là của Mỹ. Anh nghĩ rằng là qua giáo dục thì nó sẽ làm cho người ta thông cảm nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn, và có cái sự liên lạc giữa nhiều cái ý kiến khác nhau, và vì vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả toàn cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Anh Tết à, mình đã nói đến nói chung về công việc của anh rồi, thì hôm nay em cũng muốn hỏi anh về gia đình của anh, và đặc biệt là những cái kỷ niệm của anh về Việt Nam. Thì chắc có lẽ là một số người biết, và cũng có thể một số người không biết, anh và người phối ngẫu của anh là một người đàn ông, phải không ạ? Cả hai đều là openly gay, phải không ạ? Và có hai người con. Hai, một là 6 tuổi, một là 8 tuổi. Một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi, phải không ạ? Và khi mà hai anh ở Việt Nam và anh làm chức đại sứ như vậy, là một chức vụ rất là quan trọng, thì anh có cảm nhận được bất kỳ cái sự gọi là học hỏi nào từ những người Việt Nam khác hay không? Anh có cảm nhận được là anh đã chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của anh, và nó làm cho cộng đồng, không những cộng đồng LGBT ở Việt Nam, mà là cộng đồng nhìn chung đó, họ thông cảm về vấn đề này nhiều không anh? Before we went, I didn't know quite what to expect, because Vietnam is a conservative society in many ways. Right. And they never had, actually no country in East Asia had ever had an openly gay American ambassador. Right. And I went there, we're not exactly a typical family. I'm white, my husband's black, right. Our children are Mexican American. Right. And we went and we are who we are. Mm. And I was amazed at how much we were welcomed. Mm. Everywhere we went, didn't really matter if it was officials or people when we were traveling, we were welcome everywhere. Mm. And people would come up to me in restaurants and, you know, when I was biking, and say, you know, I heard about you and your family, and you know what? I've come out to my parents as a result of learning that you can actually have a family Fantastic. And have a job uh-huh. and it's okay.
And a good job. I thought it was a great job. It was my dream job. Right, right. Yeah. Trịnh Hội hỏi anh là bởi vì Trịnh Hội cũng biết được là như lời anh nói, xã hội Việt Nam là không phải là một cái xã hội tân tiến lắm, mà một xã hội khá là bảo thủ. Thì anh nói rằng là khi mà anh trước khi về Việt Nam cùng với cái người phối ngẫu của anh và hai đứa con, người phối ngẫu là người gốc da đen, anh thì người gốc da trắng, con anh thì người gốc Mexican, và nó là một gia đình không có gọi là gia đình bình thường phải không ạ? Và khi mà anh sang bên đó thì anh không biết là xã hội Việt Nam sẽ tiếp nhận gia đình anh như thế nào. Nhưng mà điều mà làm anh ngạc nhiên và vui đó là ở bất kỳ nơi nào, không chỉ là đối với người dân không, mà đối với những người quan chức, thì họ đều mở rộng vòng tay đón nhận gia đình anh. Kể cả những lúc mà anh đạp xe đạp đi từ Hà Nội xuống Huế, thì anh đã gặp được những cái người mà nói rằng họ đã biết được câu chuyện của gia đình anh, và nhờ vậy nó đã làm cho họ có đủ cái sự can đảm để mà nói thật về giới tính của họ với gia đình của họ, và sau đó thì họ đã sống thật với cái giới tính của họ. Nó là điều làm cho anh vui lắm. So, một câu chuyện nữa. Một câu chuyện nữa, dạ. So, anh cố gắng nói tiếng Việt cái này đi. Tôi sẽ cố gắng. Khó. Tại vì em dịch rất dở. There is an opportunity that came up in my first year. We had a visit from Justice of the Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg. Okay. And we invited her to stay at our home with us and our children. And we asked if she would renew our wedding vows. When at that point, we'd been married under Canadian law for 10 years. Okay. But America had just a few weeks earlier made our marriage legal. Wow. And so, but it, we felt we'd been married for 10 years and we had these two beautiful children. Right. And so she performed a renewal of our wedding vows and we were holding our children. And it was very, you know, I had thought of it, well, I was ambassador, so I thought of it, you know, I'm going to be delivering a message about equality. Yeah. But what I really hadn't thought about was how powerful it would be for us because we had children. You're a dad, you know. When you have, you know, when you have children, the focus is completely different. Right. And so marriage means something completely different because you're thinking about those children. Right. And so she was wonderful and she loved our children. And for us, having that public, fairly public ceremony in Hanoi was amazing. And then many Vietnamese responded very positively to that. And she talked with the Supreme Court and with the leadership of Vietnam about this as well. Fantastic. Một câu chuyện nữa mà anh nói anh nhớ đó là câu chuyện về một trong những người quan tòa chánh án của tòa án tối cao Pháp Viện là bà Ginsburg. Bà Ruth Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg. Đã mất rồi. She passed away. Khi mà bà sang Việt Nam thì anh đã bà đến ở nhà của anh với lại người phó ngẫu của anh. What's his name again? I'm so sorry. Your Clayton. Partner. Clayton, my Clayton, my husband. That's right, Clayton. And giữa anh Clayton và anh thì muốn phải gọi sao phải làm lễ tuyên thệ lại, là bởi vì mặc dù hai người đã lấy nhau 10 năm trước đó, nhưng mà chỉ được lấy nhau ở Canada, tại vì lúc đó nước Mỹ chưa có cho công nhận hôn nhân giữa hai người đồng tình luyến ái. Và lúc mà bà Ginsburg qua thì nước Mỹ vừa mới cho phép giữa những người đồng tình luyến ái và công nhận sự hôn nhân của họ. Và điều này nó rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người đã có từng có con, như anh hoặc là như Trịnh Hội hoặc là nhiều quý vị cũng biết được là cái hôn nhân của mình nó có liên quan đến con cái và nó là một cái sự hợp thức hóa. Và vì vậy nó rất là quan trọng với gia đình anh, và anh đã có dịp để mà làm một cái lễ gọi là lễ hôn nhân lại, tái hôn, marriage renewal. Nó không những nó làm điều đó ở Việt Nam và chứng tỏ được cho thấy rằng là đất nước Mỹ nó đang cởi mở, và cá nhân anh cũng đã cảm nhận được cái sự thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là chính bà Ginsburg cũng đã chia sẻ những cái câu chuyện này với những người bà gặp, những quan chức ở Việt Nam mà bà đã gặp. Một câu chuyện rất là lý thú phải không anh? Bây giờ Trịnh Hội không có nhiều thời gian nữa, chỉ còn một phần nữa duy nhất.
Còn lại thì có lẽ là xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, bởi vì sau một phần vài giây quảng cáo thì sẽ trở lại để nói về cuốn sách Nothing is Impossible, Không gì là có thể, của anh Ted Osis. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé. Vâng, xin quý vị trở lại với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng Trịnh Hội và anh Ted Osis, là cựu đại sứ của Mỹ ở Việt Nam. Anh đến Little Saigon để mà ra mắt cuốn sách Nothing is Impossible. Trong hai phần trước thì Trịnh Hội cùng với anh Ted đã nói chuyện về cái công việc làm của anh ở Việt Nam vào cuối thập niên 90 và sau này là làm đại sứ, cũng như là về câu chuyện gia đình của anh cùng với người phối ngẫu, và nói về cái vấn đề hôn nhân và sự bình đẳng trong hôn nhân. So anh Ted, lần này anh đến Little Saigon để nói về cuốn sách này. Anh đầu tiên có lẽ là anh chia sẻ là cuốn sách này nó nói gì, nói về cái gì anh ạ? Và anh muốn nhắn gửi điều gì với độc giả? So the book is not a policy book. Let me just to be clear. I've written policy books before, but this is a book of stories, because in my view, reconciliation is about people. And it's people who took risks to make it possible for the United States and Vietnam to go from being enemies to being friends. So I try to tell their stories. And it's stories of Americans who took risks and stories of Vietnamese who took risks. And I think they're many brave people, and I wanted to tell their stories. I actually felt compelled because I had had a front row seat for for 30 years in this relationship. I felt I had to tell the stories of these people before they were lost, because I think they're powerful lessons about reconciliation that go even beyond Vietnam. Right. Thưa quý vị, là anh Ted viết cuốn sách này không phải là về chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ hoặc là những cái lời khuyên về chính sách, mà là nó là những câu chuyện, những câu chuyện mà anh đã chứng kiến được trong ba thập niên vừa qua, của những người rất là dũng cảm của cả hai bên đã dám đứng lên để nói, lên tiếng nói để mà hai đất nước ngày càng gần nhau hơn và cái sự hòa hợp, hòa giải nó được tiếp tục. Anh cho rằng là nếu như mà anh không có viết ra cuốn sách này thì những câu chuyện này nó sẽ bị mất đi, bởi vì anh cảm thấy anh may mắn là đã được ngồi ở cái ghế hàng đầu để thấy được và witness được những cái sự thay đổi trong ba thập niên vừa qua. Anh Ted, anh nói đây là cuốn sách không phải là về policy, phải không ạ? Không phải về chính sách. Nhưng mà lời bình đầu tiên được viết ra là bởi John Kerry, là cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, là senator và từng là cựu chiến binh tham chiến chiến trường Việt Nam trước năm 75, phải không ạ? Thế thì anh nói không về policy, nhưng mà là tại sao lại có tên của những người như John Kerry trong cuốn sách anh ạ? Well, he experienced this story as well. He went from being a veteran to being actually one of the heroes, I think, of the bringing together the United States and Vietnam. And so it was very kind of him to write the foreword, and he likes the book. And I think the reason he likes it is because it's honest. I told it the way I saw it. There are people in Vietnam who may not like certain aspects of this book. Mm-hmm. There may be people here in Little Saigon who don't like certain aspects of this book. That's okay. I wrote it from what I understood has happened over the last 30 years. Right. And I started with John Kerry and John McCain in 1991, and I took it forward to the present. Vâng. Có lẽ là quý vị cũng biết được là tại sao Trịnh Hội muốn hỏi câu này, là bởi vì anh nói không phải là chính sách. Thế thì tại sao mà cái lời bình lại là của một người cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ và cũng là một người rất là hiểu biết về vấn đề Việt Nam, từng là chiến binh rồi sau đó là một người thượng nghị sĩ. Thì anh nói rằng là nó là bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc khi mà được ông John Kerry nhận viết lời bình
Đơn giản là bởi vì anh nghĩ, ông John Kerry nghĩ anh đã rất là thật lòng khi viết ra những câu chuyện này. Cũng có thể là đối với anh Ted thì cũng có thể một số người Việt Nam có thể là không có hài lòng lắm với một vài câu chuyện trong đây. Và cũng có thể là có một vài người trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây cũng không hài lòng gì mấy với những nhận định của anh. Nhưng đó là những cái lời chia sẻ rất thật lòng của một người mà đã cảm nhận được và thấy được những sự thay đổi trong 30 năm vừa qua. But anh, one thing that I think he also likes about it is, and everybody who has read it says, you love Vietnam. They always say, when they read this book, they know, I love Vietnam. And that's why I mean, I so much appreciate you as well as a person, and not just as an ambassador. I can feel that you love Vietnam, my homeland, so much. Yes. And the homeland of so many people who are listening to this interview today. And that leads me to the next question. Tại sao anh thương đất nước Việt Nam vậy hả anh Ted? Tại sao anh học tiếng Việt, rồi anh đã đi làm nhiều nơi phải không? Anh đi làm ở những cái nơi khác nữa, đâu phải anh chỉ làm ở Việt Nam không? Anh làm Bộ Ngoại giao được bao nhiêu lâu rồi anh à? Gần 30 năm. Gần 30 năm. Yeah, anh đã đi bao nhiêu nước rồi? Whoa. Đi làm bao nhiêu Bài, nước rồi? 7, 8, 9, biết. 7, 8, 9 nước. But thế Vietnam. Thì tại sao? Tại sao? You know, it's hard to explain, but it's the people of Vietnam that made me love it so much. I learned over time not just to respect individuals, but what the people of Vietnam have been through. So I learned a lot about Vietnam's history and its culture and its traditions, including Tet. You know, I see the Hoa Dao here and the Hoa Mai. And you know, I learned about Ban Chung and what it means, or Ban Tet. I learned so much about what makes Vietnam uniquely Vietnam, and I respect those traditions, and I respect the people of Vietnam. And I think the fact that I learned to speak the language was the key to a deeper understanding. Rất là lý thú là bởi vì anh cũng có chia sẻ đó là đã làm việc trong Bộ Ngoại giao gần 30 năm, thưa quý vị. Và đã đi công vụ cũng phải là 7-8 nước rồi. Nhưng mà nước Việt Nam anh cảm thấy là gần nhất và anh thương nhất. Thì câu hỏi trên hỏi là tại sao thương như vậy? Anh nói nó có nhiều lý do. Bởi vì anh đã học về lịch sử Việt Nam. Thành thử là không những là anh yêu con người Việt Nam mà anh còn hiểu rõ là Việt Nam đã trải qua những giai đoạn khó khăn nào trong lịch sử. Anh cảm nhận được cái văn hóa đặc biệt của Việt Nam, cảm nhận được những cái truyền thống của Việt Nam, kể cả những truyền thống trong những ngày Tết như là có hoa mai, hoa đào, bánh tét, bánh chưng. Và vì vậy Trình Hội sẽ hỏi anh một câu tiếp. Anh nói là anh thương Việt Nam nhiều, thì anh nghĩ trong tương lai anh sẽ trở lại Việt Nam hay không? Và nếu anh trở lại Việt Nam thì tại sao anh muốn trở lại Việt Nam? Rất là hy vọng. Rất là hy vọng. The reason we went to Trường Đại học Fulbright is I just didn't want to leave. And so now I have to be in the United States for my family, especially my mother who's older. But if we could go back, I would love to. Okay. Anh nói là dĩ nhiên là anh rất là mong là trong một ngày gần nhất anh sẽ trở lại được Việt Nam. Và cái lý do mà tại sao mà anh đã nhận chức vụ phó chủ tịch của trường đại học Fulbright sau khi mà làm xong đại sứ á, thì đó cũng là tại vì anh muốn ở lại Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì hoàn cảnh gia đình của anh, mẹ anh thì năm nay tuổi cao, lúc mà bước vào chương trình hôm nay thì anh cũng mới chia sẻ là anh có một người chị bị stroke và hiện giờ thì vẫn phải là được chăm sóc mỗi ngày. Vì vậy phải trở lại đây gia đình. Nhưng mà anh rất là muốn trở lại Việt Nam trong một ngày gần nhất. Anh Ted à, mình không còn nhiều thời gian. Nếu mà phải nói về những cái kỷ niệm của anh á, thì anh sẽ, người ta hỏi what do you think of Vietnam, phải không? Những cái người mà không biết Việt Nam gì hết á, thì anh sẽ nói như thế nào? Việt Nam là một đất nước như thế nào anh? So for me, one of the amazing things is that even after this tough history that Vietnam has had, that the people of Vietnam, they look forward.
They're always trying to figure out how can I make life better for my kids, my grandkids. That's what's so stunning to me about Vietnam. And you know, here I was, I represented the United States, where we'd had a terrible war, but the warmth with which I was received everywhere was phenomenal. And it's not just me; it's Americans who go, whether they're Ngoi Mi Gop Viet or Ngoi Mi Gop Hek. The warmth that people are always astonished by the fact that Vietnamese are very willing to hep lai quac ke hung toi tung lai, look at the future and be open to new possibilities for the future and welcome anyone who comes to visit. Và nếu mà phải nói về những cái kỷ niệm ở Việt Nam, những điều mà làm cho anh nhớ nhất thì anh nói rằng đó chính là những cái con người Việt Nam, mà những con người luôn luôn hướng về tương lai, luôn luôn nghĩ là làm thế nào họ có thể làm tốt nhất cho con cái họ, cho gia đình họ. Đó là làm điều mà làm cho anh nhớ nhất. Anh à, Tết sắp đến rồi, phải không ạ? Yes. Tết sắp đến. Thì thôi, nhân dịp Tết đến và anh đến cộng đồng người Việt này, yes, em rất muốn anh nói vài câu tiếng Việt chúc Tết, okay, đến cộng đồng người Việt chúc ở Little Saigon và ở trên toàn quốc. Yeah. Yeah. Tôi muốn chúc tất cả quý vị một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Wow, rất rất là hân hạnh và cũng rất là vui được gặp anh trở lại, không những là chia sẻ về cái câu chuyện trong cuốn sách này, mà còn được có dịp trò chuyện lâu hơn với anh trên đài truyền hình Vietface TV. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện khá là lý thú giữa Trịnh Hội và anh Ted Osis. Và mong là trong một ngày gần nhất chúng ta sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ thì bye for now. Happy New Year. Chúc mừng năm mới ạ. Chúc mừng năm mới. Bye. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.